Để sử dụng MKP một cách hiệu quả thì bà con sẽ phải tuân thủ một số các nguyên tắc sau. Điều đầu tiên là chúng ta phải xác định rõ nhu cầu về dinh dưỡng. Điều phải thực hiện được xem đất của chúng ta có bị thiếu hay là thiếu mức độ bao nhiêu trong lân và kali, và phải phân tích cái cây trồng của chúng ta đang ở mức độ như thế nào. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta phải chọn thời điểm bón. Phân bón MKP sẽ sử dụng được thời điểm bón trong quá trình mà chúng ta cung cấp MKP lượng rất là nhanh. Vì vậy là chúng ta phải chọn thời điểm. Và thường thường thì bà con trên phổ biến thì mọi người đang dùng trong giai đoạn đó chính là cung cấp để phân hóa mầm hoa và kích thích ra hoa. Và một điều rất là quan trọng là chúng ta phải cân đối được cái thời tiết để mình sử dụng MKP. Vì thường thường mọi người đang sử dụng bằng cách là xịt trên lá. Và khi mà chúng ta xịt trên lá thì chúng ta phải lưu ý vào buổi sáng sớm và buổi chiều mát. Và điều quan trọng nữa là cái liều dùng là vô cùng quan trọng. Đối với một số, chúng ta cung cấp một số cây trồng, đặc biệt là những cái cây mà cho cây ăn trái, với những cái cây phổ thông như là cây họ cây con múi thì chúng ta có thể sử dụng cái liều từ 0,5 đến 1%, nghĩa là từ 200g đến 500g cho 100 lít nước. Và khi mà chúng ta dùng tỷ lệ là phun trên lá thì chúng ta sử dụng khác, và chúng ta sử dụng tưới chúng ta cũng sử dụng một khác. Vì chính cái điều như vậy thì đối với từng đối tượng cây trồng và từng cái cách mà chúng ta sử dụng cung cấp cho cây, chúng ta sẽ linh hoạt về từng tỷ lệ khác nhau. Thì nếu bà con nào mà quan tâm thực sự hoặc đang bị băn khoăn thì có thể là nhắn tin cho Sĩ, thì Sĩ sẽ chia sẻ từng chút về cái từ kênh trồng. Thì thường là mọi người sẽ đang dùng tỷ lệ là từ 0.5 đến 1%, thì nó sẽ tương đương từ 200g, 500g cho 100 ml nước. Nhưng thường đối với giai đoạn mà chúng ta ủ hoa và thì chúng ta sẽ sử dụng tỷ lệ là 1%, là thường từ 500g hoặc 1kg cho 100 ml nước. Nó sẽ đảm bảo được cái tính tỷ lệ làm cho cây của chúng ta đứng lại và cung cấp được cái lượng lân vào trong cây một cách nhanh hơn. Và một cái điều lưu ý rất là quan trọng đó chính là thường thường MKP thì mọi người rõ ràng là có thể là nó tan hoàn toàn, nó rất thích ứng cho tất cả những loại, tương thích cho tất cả những loại phân bón khác. Nhưng một điều lưu ý mọi người không hiểu ra này, đó chính là MKP nó sẽ một số, nó sẽ phản ứng với một lượng canxi, một lượng phân bón canxi ở dạng sunfat. Vậy bà con sẽ lưu ý dùng MKP hãy tránh xa những lượng phân bón có canxi để tránh hiện tượng kết tủa. Đó. Và sẽ có rất nhiều video tiếp theo nói về MKP và ứng dụng của nó qua thực tế. Thì qua ngày video ngày hôm nay, chị rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Và nếu bà con thấy video này hữu ích với bà con và có những câu hỏi gì tiếp theo về chủ đề về nông nghiệp thì bà con sẽ subscribe kênh của Sĩ Nguyễn và hãy đặt câu hỏi ở dưới phần bình luận. Sĩ sẽ trả lời và sẽ cung cấp thông tin cho mọi người một cách dễ dàng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.